Maxxmart 3 tháng 2 tưng bừng khai trương thêm nhiều ngành hàng và nhiều dịch vụ vui chơi giải trí khác. Từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9, hưởng ứng tháng khuyến mãi, Maxxmart dành tặng 30.000 phiếu mua hàng giảm giá từ 5 tới 50%. Maxxmart khám phá sự hoàn hảo.